vàng mình vừa kiếm xong được như đây ghẹ nè cả nhà. Bây giờ chờ chối, bây giờ chờ chối xong rồi mình mới đi kéo tiếp nha cả nhà. Này được con ghẹ y nè, hai con ghẹ y, ba con ghẹ y luôn. Em ấy nè cả nhà, thôi nha, em ấy nằm im ru luôn cả nhà. Một em đây nè, vàng này được một em rồi cả nhà. Xin chào cả nhà đã đến với Hải Bình cuộc sống lòng bè nha cả nhà. Hôm nay Hải Bình lại tiếp tục đi kéo đập nữa cả nhà. Mà hôm nay mình kéo dập xong rồi nha cả nhà. Kéo đầu lên được mấy cá nóc con cục. Nếu như cả nhà cảm thấy hay, thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ Hải Bình nha cả nhà. Hôm nay mình thả dập xong. Dạ. Lớn rồi đó. Mình thả trên bè khổ bãi nha cả nhà. Mời cả nhà hãy cùng theo dõi coi mình hôm nay mình sẽ kéo được nhiều độ không cả nhà. Đây cuộc cho. Kéo đầu tiên lên được con cúm chả bá lửa. Rồi, bắt đầu kéo thôi cả nhà ơi. Kéo sâu, nói chung nó hơi nặng một chút. Câu cá nóc rồi cả nhà. Khoan, khoan, vậy không nè, cá nóc. Kiểu này chắc em, chắc em đầy nhóc sọt cá nóc luôn đó cả nhà ơi. Cái này thì nói chung mình thả đến nay 3 bữa rồi. Này nó kéo cá nóc kiểu này chắc mình dời đi điểm quá cả nhà ơi. Idol, idol. Người ta giơ tay chào mình kìa cả nhà, chắc fan hâm mộ quá. Wow, trời cá nóc luôn. Tâm nuôi cá nóc hay gì đây? Hèn chi. Quá trời cá nóc luôn. Đang đem lượng bán út nha. Cái này mình kéo được hai con ghẹ nè cả nhà. Đây, một con. Hai con nha cả nhà. Hai con cái cũng được. Mỗi cái đuôi mình thấy nó bọc luôn. Kinh khủng. Nói chung cái dập thái này hay lắm cả nhà. Cái quái này hay lắm, đánh bắt hải sản hay lắm cả nhà. Đây, đây được con ghẹ chắc đó nè. Chỗ này thì ôi, cái đuôi đây tự luôn, gọt lên luôn. Cái đuôi đây thì con cúm với mấy con ấy rồi cả nhà. Nhờ nói chung nhờ được đồ cái chút mà nhiều. Kéo được con ghẹ y nữa cả nhà, ghẹ chả bá cả nhà. Đúng nha, ông bà đi rồi, quá trời quá. Kéo người khác hả tớ? Hả? Trời đất ơi, cua. Cũng tở. Ô, cua nó xuống bự nè.
lên này nha, cua chà bá luôn cả nhà. Có động lực rồi đó cả nhà, hồi nãy giờ không có động lực, giờ mới có động lực rồi. Giờ đi em bắt em nha. Chậu. Ui xong. Từ ra đi, gật đuôi ra. Cả nhà. Đường cua cả nhà, hay cả nhà. Rồi, cho vô hầm. Con cua nó tức vào nó vô hầm nha cả nhà, bắt xuống xuống nè, bắt xuống bỏ xuống vô đúng đi, bỏ vô cái xuống bự cả nhà. Trời. Kinh khủng. Trời, nó từ cả nhà ơi. Vàng mình vừa kéo xong đường như đây ghẹ nè cả nhà. Bây giờ chờ chối. Bây giờ chờ chối xong rồi mình mới đi kéo tiếp nha cả nhà. Này được con ghẹ y nè, hai con ghẹ y. Ba con ghẹ y luôn. Được mấy con ghẹ. 2 4 6 con ghẹ. 2 4 8 con ghẹ cả nhà. 8 con ghẹ với con cua y đồng cả nhà. Giờ còn vàng nữa, mình đang cho ghẹ xong rồi mình dẫn mấy con này xong mình đi kéo tiếp. Vàng thứ hai nha cả nhà. Vàng này thì mình thả ở sát bè mình. Đây, đây là bè mình thì nè cả nhà. Được rồi Tuấn ơi. Bỏ cục ra làm viên, bỏ cục ra viên đừng có bỏ vô chung trong đó. Nói chung là cái dàn đầu thì cũng được rồi cả nhà, giờ còn cái dàn sau này biết sao đây. Ô là cả nhà, trứng mực nang nè cả nhà, cái này là trứng mực nang nè. Giờ cái này mình thả cho nó về xong mốt nó nở. Ôi, con tôm sú siêu to khổng lồ cả nhà ơi. Ôi, con tôm sú. Chú cha mẹ ơi, con tôm sú.
Con tâm xuống gì mà dĩ đại mùa hè luôn hả Tấn? Cái hồ phường nữa kìa, cái đùa. Con này là xuống u luôn rồi nè. Chụp nó lên nè, để nó tròn bài. Nè cả nhà. Giữ con tay em. Bỏ vô tổng. Bỏ sao bài đi. Rồi. Nói chung kéo cái đầu tiên lên thấy là cũng cái đuôi đầu tiên lên thấy ổng áp vậy đấy. Ba này chắc không có nóc bằng ở trên kia. Lòng mới á, kéo nó vòng giặt rồi mình giặt rồi cả nha. Mình kéo nó nhẹ hơn á. Khỏe lắm. Ba la si bu. Ô, dạ bự. Được con ghẻ chà bá lửa. Cái đuôi thứ hai được ghẻ chà bá lửa. Ô. Ô, tùm lum hết. Đầu tiên từ nãy giờ mới thấy nó. Tiếp tục cả nhà ơi. Lên tới trên luôn. Ôi cá nồng. Cá nồng, cá ngát. Cúm. Em máy nè cả nhà. Thôi nha. Em máy nằm im ru luôn cả nhà. Một em. Đây nè, chàng này được một em rồi cả nhà. Một em đầu tiên. Kéo dập sâu chỉ mong có nhiêu đó thôi cả nhà ơi. Chỉ mong em này thôi. Ra đi em. Ra đi.
Chờ em nãy giờ, chờ em mấy nãy giờ mới thấy mặt này mấy nè cả nhà. Bỏ vô hầm cho em mấy vô rồi chơi với mấy anh các bạn. Có động lực rồi đó cả nhà. Cái này được cúng rồi cả nhà. Ôi em ấy nữa. Chà bá luôn. Vàng ơi, bự nhất trong đàn luôn cả nhà. Hồi nãy giờ được mấy con chứ con này là bự nhất luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi. Cầm. Chà bá lửa luôn cả nhà ơi. Vô đi em, đi hầm rồi. Đẹp quá. Bỏ xuống đi. Chết rồi. Tiếp tục kéo cả nhà ơi, có động lực quá trời động lực rồi cả nhà ơi. Quá đã cả nhà ơi. Được hai con cua là thích rồi đấy. Ồ. Ủa, cái gì vậy? Ôi, một con cua. Hai con sú. Con cá ngát. Hầm giọt cái này có gì là đã luôn nha. Tới rồi cả nhà. Chứ. Một của em. Ê, hai em. Thằng này thì thả cho. Nhỏ mà đã quá cả nhà ơi. Nhỏ gì chắc thôi cả nhà. Quá là chắc luôn. Một cái này mà cái đuôi con bự con nhỏ. Ghê không? Cái này nè. Vô hầm. Ô, con cua nhỏ nữa cả nhà ơi. Ví dụ cắn cái đuôi. Em giữ thiệt. Em vô cắn cái đuôi của anh. Tôi tự tả cái đuôi ra luôn. Dạ sẽ bắt em. Tôi nhỏ nó ghê. Nhỏ mà nó xuống. Nó xíu mà nó xuống ghê rồi đấy. Vô hầm đi em. Cặp ghẹ luôn cả nhà ơi. Để nó cắn lộn. Mùa này mùa ghẻ cả nhà, nên mình đánh thả dập hay có ghẻ lắm. Ba la si bùa. Đúng không?
con ghẹ, con ghẹ đu lên đây luôn, con ghẹ nó quất con tôm sú của mình bên chành luôn, ghẹ siêu to khổng lồ luôn. Nhìn ghẹ mà nha, ghẹ chà bá luôn, quất con sú bự luôn, nó tém con sú bự luôn. Thôi ốc con ghẹ, thôi nó quất con tôm sú nữa nha, chà bá luôn, bự hả bự. Vô đi em, đúng nằm đi em, bỏ mày ở chung luôn. Tính ra con tôm sú đổi con ghẹ luôn. Còn hết cả nhà, chắc còn cái hai cái nữa hết rồi. Xuống đi, không được cao lắm. Ôi, con bọc cái gì đây, hai ghẹ, hai ghẹ cô đá. Ô đất ơi, thấy con ghẹ nữa. Nhà này nhờ có ghẹ cả nhà. Này, đây con ghẹ nữa nè. Chắc cái này cái nữa hết rồi cả nhà ơi. Cái nữa hết rồi. Không, cái này nó hết luôn rồi. Cái này nó hết luôn cả nhà. Nè, cái cuối nè. Em xì bùa không? Em xì bùa. Em xì bùa. Tâu ơi con cua. Hey, em xì bùa. Mày thấy em chị bùa ghê không? Ôi ôi, không ngờ luôn, tao không ngờ luôn, tao thấy con sam. Quá dữ rồi nha. Cả nhà thấy mình em chị bùa ghê không cả nhà? Em chị bùa dặn con cua cuối cùng luôn. Cua một kè. Ôi vậy thì cái vàng này dữ ta. Hả? Cái vàng này thì nhỏ lớn 5 con á. Ghê quá. Em xì bùa ghê quá cả nhà ơi. Vô đi em. Rồi, hết thôi cả nhà ơi. Rồi, bây giờ mình về lựa đồ cả nhà ơi. Đây, hai vàng sâu mình được như đây tôm sú với gọi đèn đây, gọi đèn vô tôi. Nhà vô đây tôm sú luôn. Lấy rồi em, lấy cái dụng tôm sú đi anh, tại tôm sú vô luôn. Quá trời ghẹ luôn cả nhà ơi. Ăn cá nâu nãy đâu em? Cá nâu nãy bên kia nè. Này được con cá nâu luôn cả nhà. Đây còn có con cá nâu ngoài ra.
tỷ rồi, đây nè, nãy mới được con cá đâu nữa nè, hai con nè. Rồi, thấy điện bỏ xuống rồi, mình cũng vậy. Được một số u nè cả nhà. Một đêm. À, con nào con lấy nè cả nhà. Cuốn em. Em 6 em, 7 em, 8 em. Có 9 em. 10 em. 11 em. 12 em. 13 em. Nhỏ lớn 13 con. Nhỏ lớn 13 con. Nào, giỡn coi. Ồ, đã không? Ôi. Đậu gì nhở lên. Con cá ra ngoài gì chứ. Nhở lên nó nhảy không. Đậu gì nhở. Con bự nhất luôn á. Thì nó có ở trong đây à. Để kéo lưới không nổi chứ. Phải con bự nhất không. Con bự nhất luôn á. Dê mà túm cái miệng không được. Con này dở thật chứ. Cứ bỏ con thùng ở đây. Giờ lấy cái chỗ cá ngát cho mình gỡ tập lành đây nè. Nhà một bọc cá nóc luôn nè, quá trời cá nóc luôn. Toàn là cá nóc không. Nãy giờ mấy anh em mình cũng lựa xong rồi đó cả nhà, được ký mấy cúm mà được con cái là được 5 con cua nha cả nhà. Năm cua chắc giờ cũng tối, chắc mai mình mới chối được cả nhà ơi. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu như cả nhà cảm thấy yêu thích cuộc sống lòng bè, thích những trải nghiệm công việc hàng ngày của anh em thì hãy cho Bình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ Hải Bình nha cả nhà, để Hải Bình có thêm động lực và ra nhiều video hay hơn nữa nha cả nhà. Xin chào cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Xin chào.